Hi, xin chào các bạn, chào các bạn với kênh review sản phẩm của điện tử DAT. Trước mặt của các bạn đây đó chính là một mạch quét đà âm thanh Bluetooth 30W với model đó chính là XI-B15W. Ở đây thì mạch của chúng ta sẽ có chức năng chính, đó chính là thu tín hiệu Bluetooth và quét đà tín hiệu âm thanh ra hai loa với mỗi kênh là 30W. Thế ở đây mạch được thiết kế khá là nhỏ gọn cùng với mức giá ở tầm trung là khoảng 110.000 nên là rất thích hợp cho các anh em áp dụng để chế loa. Thế ở đây mạch sẽ sử dụng con IC TBA3110D2 để quét đà âm thanh ra loa, cùng với một con chip Bluetooth là JT để xử lý âm thanh. Ở đây thì đường truyền Bluetooth mạch hỗ trợ là 5.0 và điện áp để cấp nguồn cho mạch sẽ từ 8 đến 24V DC. Chúng ta sẽ cấp nguồn tại hai chân, power cộng trừ. Và để mạch cho ra công suất tốt nhất thì các bạn nên cấp nguồn là từ 23 đến 24V cho mạch hoạt động. Nhưng mà khi chúng ta lắp với nguồn điện áp này thì các bạn nên lắp thêm một tản nhiệt để cho nhiệt độ của mạch ổn định và thời gian sử dụng mạch được lâu hơn nha các bạn. Ngoài ra của mạch sẽ là các kênh speaker 1 và 2 để cho ra hai kênh trái phải. Ngoài ra thì trên mạch sẽ còn có một chiếc ép tròn để chúng ta play bao bài nhạc cũng như là tăng giảm âm lượng. Ví dụ như bây giờ thì mình đang kết hợp mạch với hai loa, với mỗi loa 25W. Thì mình sẽ cấp điện áp để nuôi mạch là khoảng 23V DC. Khi khởi động thì các bạn có thể thấy mạch sẽ có một âm thanh khởi động. Ngoài ra trên mạch sẽ còn có một đèn LED để báo nguồn cũng như là báo trạng thái Bluetooth. Và bây giờ thì mình sẽ kết nối mạch với Bluetooth ở trên điện thoại nha. Thì ở đây với chiếc ép tròn thì khi chúng ta nhấn vào thì chúng ta có thể play bầu bài nhạc. Và gạt sang phía bên phải để giảm âm lượng. Ngược lại, gạt sang phía bên trái để tăng âm lượng lên. Như bây giờ thì mình sẽ test một lúc hai bài nhạc, một bài nhạc thiên về bass và một bài nhạc có dòng ca sĩ để các bạn có thể trải nghiệm, và mình sẽ đánh giá chất lượng âm thanh sau khi kết thúc hai bài hát nhé. The more I swim, the more I'm singing. Take me.
đây thì sau khi nghe qua hai bài nhạc thì mình cảm thấy chất âm của mạch cho ra cũng khá là ổn, với các âm bass mid chép cũng ở mức chấp nhận nha các bạn. Nhất là âm bass thì các bạn có thể thấy nó đập cũng khá là căng, rất là thích hợp để chúng ta có thể nghe các bài nhạc trẻ hoặc là các bài nhạc remix hay là các bài nhạc điện tử như lúc nãy. Ở đây thì mình cảm thấy độ tạp âm của mạch dường như là không, cũng như là không có các tiếng rít vân vân. Về chất âm của mạch thì mình cảm thấy nó vẫn còn hơi nặng nề một chút. Có thể ở đây do loa của mình không đủ công suất và mạch của chúng ta cũng ở hạng trung bình thôi, nên là chất lượng âm thanh chúng ta cũng không thể đòi hỏi gì quá nhiều. Đối với các chi tiết ở trong âm thanh thì mình cảm thấy nó đạt ở khoảng 70% thôi nha. Ở mức này thì cũng khá là ổn rồi. Ở đây thì mạch sẽ phù hợp để chúng ta có thể áp dụng nghe ở trong các khu vực như là phòng ngủ, phòng làm việc, vân vân, các khu vực có diện tích tương tự. Còn độ truyền tín hiệu âm thanh thì mình cảm thấy nó sẽ hoạt động tốt trong khoảng trên dưới 10 mét thôi. Tùy vào môi trường khác nhau thì tín hiệu âm thanh có thể bị cản trở lại. Và đó chính là một vài nhận xét về cá nhân của mình. Thì tùy vào cách cảm nhận của mỗi người thì mạch sẽ có những nhận xét khác nhau. Ở đây thì mình không có các thiết bị chuyên dùng, nên là chất lượng âm thanh các bạn nghe qua video có thể khác một chút so với âm thanh thực tế. Nên để có những trải nghiệm chân thật nhất thì các bạn có thể đến cửa hàng điện tử DET tại 71 Nguyễn Lam, phường 6, quận 10 để có thể được các nhân viên kỹ thuật hỗ trợ để nghe âm thanh trực tiếp của mạch nhé. Còn bây giờ nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh của điện tử DET. Link mua sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần mô tả video, các bạn có thể nhấp vào đó để thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Và bây giờ xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.